Dạ thì Phạm Mỹ Thiện xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Mỹ Thiện, tiếp tục chia sẻ về cái câu chuyện của chị Võ Đệ, người phụ nữ mang bầu 7 năm vẫn chưa đẻ nha cô chú anh chị. Thì mới đây thì như những cái video clip trước Hải cũng có làm một vài cái bài phân tích, thì Hải tin chắc rằng cái câu chuyện mà chị Võ Đệ chia sẻ ra là nó gần giống như là đang lan truyền cái vấn đề mê tín dị đoan ở trong cái thời điểm hiện đại bây giờ. Thì tin chắc rằng với cô chú anh chị luôn thì cơ quan chức năng người ta sẽ vào cuộc điều tra làm sáng tỏ cái câu chuyện này, không để cho cái vấn đề mà mê tín dị đoan làm bất ổn trong cái đời sống xã hội hiện đại bây giờ. Sẽ không lâu đâu, vì có những cái dấu hiệu lợi dụng vào cái vấn đề mê tín của đồng bào mình, của cô chú anh chị, dựa vào đó để nhằm mục đích lan truyền cái vấn đề mê tín. Sau đó nữa thì dựa vào cái vấn đề đó, cái tin tức mà rất là nhiều cô chú anh chị tin là sẽ có ngày chị Võ Đệ này sẽ sinh ra được một vị thánh thần nào đó đang ngự trị trong bụng của chị ấy. Rất là tin sái, tin để luôn. Tin để làm gì? Thà rằng mình tin chứ còn hơn là mình không tin. Để khi mà chị Võ Đệ này sinh ra được một vị thánh thần nào đó, một cái hình hài của một đứa nhỏ, thì sau đó những cô chú anh chị đó sẽ đến để chắp tay thắp hương nhằm mục đích là van xin một cái điều gì đó cho bản thân hoặc cho gia đình của các vị khán giả đang và đã mê cũng như tin cái vấn đề chị Võ Đệ này có mang. Những bài phân tích của Hải chia sẻ ra liệt kê rất là chi tiết rõ ràng những cái điểm mà bất cập, và tóm gọn lại là cái câu chuyện này chị Võ Đệ đang lan truyền cũng như đang truyền tải một cái thông tin, một cái nội dung là mê tín dị đoan. Thì chắc hẳn rằng cơ quan chức năng người ta sẽ làm sáng tỏ câu chuyện này, người ta sẽ vào cuộc để đưa ra cái ánh sáng, chứ không thể nào để cho cô chú anh chị mình tin vào cái vấn đề này được. Cái vấn đề này không có những cái bằng chứng quá là rõ ràng, cơ quan chức năng người ta sẽ tiếp tục, ta gọi là thu thập những cái hồ sơ chính xác nhất. Thì trong nay mai thì chị Võ Đệ này sẽ bị mời lên làm việc. Rõ ràng trong bầu thai, trong bụng của chị Võ Đệ có các bác sĩ giỏi, chuyên khoa đầu ngành đã đi làm những cái xét nghiệm tổng quát cũng như là đưa đi để siêu âm. Thì tất cả các bác sĩ giỏi ở khu vực miền Đông Nam Bộ và đâu đó có ở thành phố Hồ Chí Minh nữa đều cho ra một cái kết quả rằng là chị Võ Đệ này không có dấu hiệu của người mang thai. Khi siêu âm phát hiện ra trong bụng của chị Võ Đệ chứa toàn là mỡ, còn ngoài ra là không có dấu hiệu của một người phụ nữ đang có mang. Mà lúc nào chị cũng khăng khăng lên những cái video clip của những anh em YouTuber đang làm phóng sự, thì lúc nào cũng nói rằng mình đang có một vị thần thánh đang ngự trị trong bụng của chị ấy, là điều đó quá là vô lý. Khi mà có một vị thầy đã tu hành trong suốt khoảng hơn 60 năm thì cũng đã chia sẻ, và Hải cũng đã đến để thực hiện cái video clip, thì chính sư thầy này đã chia sẻ ra những cái câu chuyện mà chị Võ Đệ này đưa ra, thiêu dệt ra có hay không là cái vấn đề chủ đích muốn lan truyền cái vấn đề mê tín dị đoan, chủ đích muốn là lừa đảo những vị khán thính giả nhẹ dạ cả tin. Vì sao? Vì quý vị khán thính giả đến để có thể chứng kiến cái vấn đề của chị Võ Đệ chia sẻ và gặp trực tiếp chị ấy, lẽ nào quý vị khán giả đến không? Ít ra mình cũng phải có quà cáp, tiền tài, hiện vật, hiện kim gì đó, nhiều hay ít là tùy.
nhưng bắt buộc sẽ có cái vấn đề đó. Và cái vấn đề mà cho rằng mình nằm mơ, mình nằm ngủ trong giấc mơ, có một vị thánh thần nào đó cho mình một cái dấu hiệu, cho mình một cái bầu thai, nói rằng là đây là một vị thần thánh đang ở ân trên, đang kiểu như là đang cho mình, thì điều đó nó quá là phi lý. Nếu chị võ đệ này là một người phụ nữ, một người con gái còn trinh, thì điều đó mình có thể tin được. Đó. Còn những cái câu chuyện mà chị chia sẻ ra nói rằng là ăn trái đào hay là ăn trái này trái nọ rồi ngủ một đêm mà tự nhiên có mang, là điều đó rất là phi lý. Kính thưa cô chú anh chị, mình phải sáng suốt trong cái câu chuyện này. Và chỉ trong nay mai thôi, không có lâu đâu, vì cái câu chuyện này nó đang lùm xùm và nó đang dẫn dắt dư luận đi theo một cái chiều hướng quá là tiêu cực, nó không có tích cực. Thì cơ quan chức năng người ta sẽ không để yên cho cái vấn đề này lan truyền một cách mà gọi là không có một cái lợi ích gì hết, làm ảnh hưởng đến cái văn hóa của người Việt Nam của mình. Khi mà những anh chị, những cái bạn bè ở hải ngoại, người ta vô tình người ta xem được những cái thông tin mà của chị võ đệ này chia sẻ lên, rồi người ta sẽ tìm hiểu ra là như thế nào. Tại vì hiện tại bây giờ là mọi người, người ta đều tin tưởng theo khoa học, theo giấy tờ, theo bằng chứng hẳn hoi hết, chứ không thể nào mà như lúc trước đây được. Lúc trước đây thì không có cái gọi là công nghệ thông tin, thì không ai biết đến và cũng không ai hiểu được. Nhưng thời điểm bây giờ là thời điểm của công nghệ thông tin, thì hầu hết các cô chú anh chị mình có thể làm chủ với công nghệ đó và có thể làm chủ với những cái thông tin được chia sẻ lan truyền trên mạng. Mình có thể tìm hiểu bằng mọi cái phương thức thì sẽ biết được là câu chuyện đó đúng hay là sai, nó có thực tế hay là không. Giống như những gì mà Hải chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị mình ở đây, thì cô chú anh chị mình có thể xem và có thể chính cô chú anh chị sẽ là người đưa ra cái câu trả lời là cá nhân này của Hải nó phân tích như vậy và nó đưa ra những cái dẫn chứng như vậy có hợp lý và có đúng hay là không, có thực tiễn hay là không. Chính cô chú anh chị sẽ là cái người phán xét cho Hải, chứ không phải Hải đưa ra cái bài phân tích ở đây để phán xét một ai hết. Hải chỉ lên án những cái vấn đề sai trái. Trong câu chuyện của chị võ đệ, Hải phát hiện một điều sai rõ mồn một luôn. Nếu chị võ đệ nói rằng là chị có khả năng làm bụng to ra và làm nhỏ lại, là trong cái khả năng của chị rất là đặc biệt, thì Hải đồng ý quan điểm đó và Hải ủng hộ, vì đây là cái người độc lạ Việt Nam có thể làm được cái điều đó. Tại vì ở Việt Nam mình, những người mà có khả năng làm và điều khiển được cái bụng của mình to ra và nhỏ lại thì không phải là nhiều đó, thì mình phải công nhận cái điều đó. Còn chị võ đệ này lợi dụng vào cái vấn đề đó để nói rằng mình đang có mang trong suốt 7 năm, 8 tháng. Thì xin thưa với cô chú anh chị rằng là những bà con cô bác hàng xóm láng giềng quanh khu vực mà chị võ đệ ở, có một ai biết hay không? Và có một ai dám lên tiếng nói rằng là tôi đã biết chị võ đệ này mang bầu cách đây vài năm trước rồi? Có ai dám nói hay không? Hay là khi được các anh em YouTuber làm cái phóng sự thì tất cả các cô chú anh chị khán giả ở quanh xóm thì mới biết được, ủa bà võ đệ này bà có mang hồi nào mà tôi không biết, đúng không quý vị? Và Hải cũng có chia sẻ với chú anh chị mình một cái đoạn clip mà ghi âm lại cái vấn đề mà trao đổi với một vị khán giả ở gần nhà của chị võ đệ mới đây thôi, chia sẻ mới đây trên kênh của Hải. Cô chú anh chị mình có thể tìm lại cái video clip đó mà xem ha. Quay lại với câu chuyện ngày hôm nay tiếp tục, Hải tin chắc rằng những cái vấn đề mà Hải chia sẻ lên là không sai phạm với pháp luật, nhưng cá nhân hoặc là tập thể đang đứng phía sau của chị võ đệ là đang vi phạm cái pháp luật. Ở chỗ nào? Chính là cái điểm tuyên truyền và lan truyền cái việc mê tín dị đoan, cái việc không có mà nói có,
cái việc không có mang mà nói có mang, mình sẽ làm sáng tỏ tiếp. Quý vị khi nên nhớ rằng cái thời gian mà một anh YouTuber đưa chị Võ Đệ đi làm giấy xét nghiệm và đi siêu âm á, là khoảng thời gian cách đây 1 tháng. Và sau này khoảng 1 đến 2 tháng sau này thì không ai đảm bảo được cái vấn đề là chị Võ Đệ này có mang hay không nha. Vì sao? Chị Võ Đệ này có chia sẻ rằng là chị ấy ăn chay, là có người làm chứng, có người chứng kiến. Nhưng chị Võ Đệ này có gia đình, có chồng, thì không ai xác minh cũng như không ai có thể chứng minh được là chị Võ Đệ này ngủ chay. Nhưng của chú anh chị có chồng, có gia đình thì lỡ rồi, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Thì đâu đó biết đâu được trong khoảng thời gian 2-3 tháng sau này thì sẽ có anh YouTuber đem chị Võ Đệ này đi làm các xét nghiệm tổng quát và cũng như là đi siêu âm, thì sẽ phát hiện ra được cái dấu hiệu của một người mang thai và cái dấu hiệu của tim thai. Thì điều đó nó khác nhau nha cô chú anh chị nha, giữa hai thời điểm nó khác nhau nha. Mình nên nhớ rằng giữa hai thời điểm nó khác nhau, và hai cái giấy tờ đó nó sẽ khác nhau nữa, và cơ quan chức năng người ta sẽ dựa vào đó để người ta làm việc. Chứ không phải nói rằng là sau này chị Võ Đệ có mang và siêu âm ra có thai thì chị ấy sẽ thoát tội. Điều đó là vô lý. Vì cách đây 1 tháng trước chị ấy xét nghiệm và không có mang, rõ ràng đâu có đâu. Những bác sĩ chuyên khoa đầu ngành người ta đã khẳng định một điều như vậy rồi. Và chị ấy còn lên tiếng nói rằng là chị ấy đã đi thử tất cả các ông thầy giỏi ở miền Đông Nam Bộ, đâu đó là 60 vị mà không có một vị nào, không có một ông thầy nào dám chia sẻ, dám nói cái vấn đề mà chị Võ Đệ này đang có mang và đang một vị thần thánh nào đó đang ngự trị trong bụng của chị Võ Đệ. Không có bất cứ một ông thầy nào. Vậy thì em tiếp tục xin thưa với chị Võ Đệ rằng chị có xem video này, chị hãy cho em địa chỉ của một trong 60 ông thầy đó, để đích thân cá nhân của em là Hải sẽ đến để phỏng vấn và làm một cái phóng sự trực tiếp với một cái vị thầy đó ha, chị Võ Đệ nha. Và cô chú anh chị mình hãy tiếp tục đồng hành cùng với Hải để xem cái câu chuyện mà chị Võ Đệ này dẫn dắt dư luận như thế nào. Vì mới đây đâu đó nghe đâu là chị Võ Đệ đang sắm sửa đồ đạc rất là đẹp, và theo Hải được biết thì bộ đồ này là dành cho những đứa nhỏ tầm độ tuổi tầm khoảng 4 đến 5 tuổi mới bận dừa. Thì đúng rồi, chị Võ Đệ đang có mang suốt 7 năm 8 tháng mà. Thì bây giờ mà sinh nở ra thì phải là một cái điều đó rất là đặc biệt. Nó không giống như là cái cách sinh nở của một người phụ nữ mang bầu bình thường đó. Thì chắc chắn một điều rằng là chị Võ Đệ sẽ sanh ra một cái vị thần thánh đang ngự trị trong bụng của chị ấy. Và cách sanh đó chắc cũng sẽ là khác thường. Theo Hải nhìn nhận là như vậy. Thì cô chú anh chị mình có những cái nhìn nhận nào và có đồng quan điểm này với Hải hay không? Chắc chắn luôn cô chú anh chị, nếu mà chị Võ Đệ này muốn thoát ra khỏi cái câu chuyện này, thì khi mà cái câu chuyện này đang dần dần, theo cách nhìn nhận của Hải nè, quan sát của Hải luôn, qua những cái video của anh em YouTuber chia sẻ lên á, Hải không lên án chị Võ Đệ, Hải không có chỉ trích một anh em YouTuber nào hết. Nhưng mà Hải chia sẻ ở đây là những cái vấn đề lan truyền, cái vấn đề mê tín dị đoan là Hải cần phải lên án. Nó không đúng, nó đang mục đích lừa đảo và đang dẫn dắt dư luận, thì Hải bắt buộc phải lên tiếng nói. Và nếu như nãy Hải có nói rằng là chị Võ Đệ này muốn thoát khỏi cái câu chuyện này, thì trong một cái đêm khuya gà gáy tinh mơ ha, cô chú gì ha, thì chị Võ Đệ nói rằng là chị ấy sanh rồi, và cái vị thần thánh ngự trị trong bụng của chị Võ Đệ đã xuất đi bên ngoài rồi đó. Thì cũng sẽ không có bất cứ một ai có thể chứng minh được lời nói đó là thật sự là đúng. Vì khi mà chị Võ Đệ nói rằng có dấu hiệu có một cái bầu thai và có một cái tim thai đang đập trong bụng, và chị ấy sờ và chị ấy cảm nhận được điều đó,
thì những người xung quanh không có một ai cảm nhận được, chỉ riêng cá nhân chị Võ Đệ cảm nhận được thôi, là điểm nhất. Điểm thứ hai là khi đi bác sĩ thì bác sĩ đã khẳng định một điều rằng trong bụng của chị Võ Đệ không có dấu hiệu của một thai nhi, chỉ có mỡ mà thôi. Thì đó là những dấu hiệu mà đang lan truyền cái vấn đề mê tín dị đoan và cũng như đang lừa đảo khán giả, lừa đảo tất cả mọi người. Thì cơ quan chức năng người ta sẽ vào cuộc nếu như câu chuyện của chị Võ Đệ này càng tiếp diễn, càng sai trái, càng lan truyền cái vấn đề mê tín dị đoan càng xa nữa, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và cũng như làm ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh, tín ngưỡng của người dân Việt Nam, thì cơ quan chức năng người ta sẽ không ngồi yên để cho chị Võ Đệ này tắc oai tắc quái nữa đâu. Dạ thì cô chú anh chị mình quan tâm ủng hộ cho vấn đề, nhìn nhận và lập luận của Hải theo sát sao câu chuyện của chị Võ Đệ này, người phụ nữ mang bầu 7 năm mà vẫn chưa có sanh, thì cô chú anh chị hãy cho Hải xin một like, một subscribe, đăng ký kênh và có những cái lời góp ý, ý kiến nào của cô chú anh chị hãy để lại comment ở phía dưới video clip này. Hải sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ sớm nhất, nhanh nhất cho cô chú anh chị. Dạ, Hải xin kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Kính chúc cô chú anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và một đêm thật là ngon giấc. Hải xin kính chào, hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị. Bye bye.